Hôm nay là sinh nhật của em. Anh có mua món quà tặng cho em này. Đẹp quá. Anh tặng em đấy, hy vọng em sẽ thích. Em thích lắm. Nhưng mà lần sau anh không cần phải bày vẽ thế này đâu nhá. Sinh nhật em chỉ cần anh đi với em là được rồi mà. Nhưng mà anh không muốn em tủi thân. Với lại món quà này đâu có đắt tiền đâu. Để anh đeo cho em nhé. Anh thấy đẹp không? Đẹp lắm. Bây giờ thì anh chưa có tiền, cho nên anh chỉ tặng em được những món quà như thế này thôi. Nhưng mà anh hứa, anh sẽ cố gắng, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua cho em những món quà giá trị hơn. Em có cần món quà gì giá trị đâu. Em chỉ cần được ở bên anh, thế là đủ rồi. Anh gọi em về có việc gì thế ạ? Nè, đợi với anh đi. Chạy đi anh. À, sắp tới về quản lý công ty cho anh đi. Chẳng phải chuyện này anh đã cho phép em rồi sao? Anh biết. Nhưng sắp tới để mở rộng thị trường, anh phải đi nước ngoài 3 tháng. Trong thời gian này, anh muốn giao lại công ty cho em. Nhưng... chẳng nhẽ em muốn lông bông như vậy mãi sao? Công ty gia đình mình có, mà em lại thích đi làm ở ngoài. Công việc thì vất vả, lương thì 3 cọc 3 đồng. Em vừa mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm. Thế nên em muốn đi làm ở ngoài để thử sức. Em cũng không muốn phụ thuộc vào anh. Em mà về công ty gia đình làm ấy thì em sẽ được ưu ái. Và em lại không thích như thế. Anh biết là em rất thích tự lập. Nhưng mà anh phải đi nước ngoài 3 tháng. Chẳng nhẽ anh lại giao công ty lại cho người ngoài. Thôi, về giúp anh đi. Thật sự bây giờ anh rất cần em. Em biết rồi ạ. Em sẽ về để quản lý công ty thay anh. Nhưng mà đây là công việc lớn. Em sợ... Thôi, anh hiểu mà. Anh sẽ để xử lý chung ở lại để hỗ trợ em. Dạ vâng ạ. Ừ, cố gắng lên nhá. Anh tin ở em. Dạ. Mình đá trận nữa đi anh. Hôm qua em đi dự tiệc ở đâu đấy? À, đám cưới bạn đại học của em ạ. À. Mấy đứa bạn đại học của em, chúng nó cưới gần hết rồi đấy. Thế à? À mà đã bao giờ anh nghĩ tới chuyện kết hôn chưa? Có chứ. Nhưng mà anh chỉ đang lo. Anh thì nghèo, công việc lại không ổn định nữa. Nên sẽ không lo được cho em cuộc sống sung sướng mà thôi. Ngốc ạ. Em chỉ cần chúng ta yêu nhau, tin tưởng nhau, không phản bội nhau thì sướng hay khổ đâu có quan trọng gì đâu. Giờ không biết phải nói với Hạnh thế nào đây. Vì mình đã nói dối cô ấy là mình nghèo. Nếu Hạnh mà biết mình là em trai của chủ tịch tập đoàn lớn,
chắc Hạnh sẽ giận mình lắm. Anh đang suy nghĩ chuyện gì à? À, anh không. À, hay là mình đi uống gì đi. Tự nhiên em thấy khát nước quá. Ừ, đi. Để anh ra lấy xe. Vâng. Em uống nước đi. Vâng ạ. Anh đợi em một chút nhá. Em đang xem lại tài liệu cho sếp em. Thế em làm đi. Ơ, Tuấn à? Ờ, tao đây. Đi đâu đây? À, tao đang đi gặp khách hàng một chút. À, mà có chuyện này tao muốn bảo mày. Nói đi. Ừ, cái số tiền 4 triệu lần trước tao cho mày vay để mày mua xe máy đi làm ấy, mày có chưa? Tao xin lỗi nhá. Đợt này tao cũng đang bí quá. Mày thư thư cho tao thêm vài hôm được không? Tao cũng đang khó khăn ấy. Chỗ bạn bè, nếu mày mà có thì trả lại cho tao luôn nhá. Tao biết rồi. Đợi vài hôm nữa tao nhận lương rồi tao trả mày sau nhá. Ok. Mà ai đây? Đây là người yêu tao đấy. Xinh phết nhỉ. Chào em. Vâng, em chào anh ạ. Thôi hai đứa cứ nói chuyện đi, tao đi đây. Đi nhá. Ok. Anh vay tiền anh ấy à? À, đợt trước anh có mua cái xe máy để đi làm cho tiện, cho nên anh mới vay cậu ấy. Mà đợt này lại bí quá nên chưa trả cậu ấy được. Chắc là sắp tới anh sẽ xin đi làm buổi tối nữa. Hy vọng là sẽ đủ tiền để trả. Vâng ạ. Em cứ làm việc đi. Cảm ơn mày nhá. Không có gì. Nhưng mà sao mày lại phải thử lòng cô ấy? Trước giờ tao toàn gặp phải con gái đau mỏ thôi. Họ chỉ yêu tiền của gia đình tao, chứ có yêu gì tao đâu. Nhưng mà bây giờ gặp Hạnh, tao cũng xác định là cưới luôn. Thế nên tao mới phải giả nghèo để xem cô ấy như thế nào. Mà tao không biết bây giờ Hạnh thấy tao nghèo thế này, liệu cô ấy có đổi ý mà hủy việc kết hôn hay không. Tao cũng chẳng biết. Mày cứ đợi xem sao. À mà, mày cứ ngồi đấy nhá, tao lên công ty đây. Thế đợi tao tí, tao cũng đi luôn. Để tao trả tiền nước cho. Tiền ở đâu đây nhở? Bao nhiêu tiền đấy? Bốn triệu. Tiền ở đâu ấy nhở? Hay là... Em ngồi ở đây, anh đi vệ sinh nhá. Vâng. Chẳng lẽ là cô ấy để vào ví của tao à? Mày thử gọi cho cô ấy xem. Anh à? Anh đây. Có phải hôm qua em để tiền vào ví của anh không? Dạ, em có ít tiền không dùng tới, mà anh cũng đang nợ tiền bạn nữa, nên anh cứ cầm số tiền đó mà trả nợ bạn đi nhá.
em đưa trực tiếp cho anh thì sợ anh ngại nên em mới bỏ vào ví của anh ạ. Em... Người ta cho mình vay tiền là người ta quý mình nên anh đừng say hẹn với họ anh ạ. Anh đừng nghĩ gì nhiều, coi như là em cho anh nợ, sau này có anh trả em được mà. Anh đâu rồi? À, anh đây. Anh cảm ơn em nhiều nhá. Em là người yêu của anh cơ mà. Có khó khăn gì thì mình cùng chia sẻ chứ. Anh không cần phải cảm ơn đâu. Hạnh, anh à? Ừ, anh đây. Xe ai đây? Sao anh lại đi xe này? Cứ lên xe đi, đi theo anh. Thôi, mọi người ngồi xuống, làm việc tiếp đi. Đi đây. Chuyện này là sao ạ? Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Nhưng bây giờ anh sẽ nói hết ra sự thật. Chiếc xe mà hồi nãy em đi, ngôi nhà mà em đã qua, và bây giờ là ở công ty nữa. Tất cả đều là của gia đình anh đấy. Vì mới ra trường, anh muốn tích lũy thêm kinh nghiệm và sống tự lập, nên anh mới ra ngoài và xin vào một công ty nhỏ để làm. Chuyện này... Anh xin lỗi vì đã giấu giếm em. Cũng tại anh sợ em sẽ giống như những cô gái khác, chỉ đến với anh vì tài sản của gia đình thôi. Chuyện thằng bạn anh đòi tiền cũng là anh nhờ nó để thử lòng em. Nhưng em đúng là một cô gái tốt, thật lòng với anh. Anh... Nhưng mà từ bây giờ anh sẽ không giả vờ nữa. Anh sẽ sống với thân phận thật của mình. Hóa ra trước giờ anh giấu giếm em. Em đã bảo rồi mà, nghèo khổ em không sao cả, chỉ cần mình yêu thương nhau, chung thủy và không giấu giếm nhau điều gì mà. Anh làm em thất vọng quá. Anh nghĩ em sẽ vui khi anh nói ra hết sự thật này à? Hạnh, em đi đâu đây? Hạnh, em đi đâu đây? Hạnh, em đứng lại đã. Anh đừng đi theo em nữa. Em nói cái gì vậy? Trước đây dù anh nghèo khó, em vẫn yêu anh và muốn kết hôn với anh. Em chỉ không ngờ anh lại giấu giếm thân phận của mình suốt thời gian dài như vậy, chứng tỏ là anh không tin tưởng em. Anh cũng không muốn giấu em đâu, nhưng trước đây tất cả những cô gái anh quen, họ đều không đến với anh bằng tình yêu thực sự.
họ chỉ đến với anh vì tài sản của gia đình anh thôi. Nhưng em thật sự cảm thấy rất tổn thương và em không muốn làm phép thử của anh. Hạnh à, có làm như vậy thì anh mới biết được em là một người con gái tốt, không mang tới vật chất và yêu anh thật lòng. Có như thế thì anh mới cảm thấy tôn trọng em hơn. Suốt mấy năm qua anh mới tìm được người con gái như em. Anh không muốn mất em đâu. Cho anh một cơ hội nhá. Anh hứa từ giờ anh sẽ không thử lòng hay là giả vờ gì nữa hết. Anh đừng nói dối và giấu giếm em điều gì nữa nhá. Em không muốn như thế đâu. Anh hứa